Thưa quý vị, thời gian qua trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình kế hoạch, công tác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố vì thế tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022. Có thể nói thời gian qua ba phong trào hành động cách mạng của đoàn là thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và ba chương trình hành động với thanh niên, gồm đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất. Đời sống văn hóa tinh thần đã được các cấp bộ đoàn toàn thành phố triển khai sâu rộng, phát huy được tinh thần tình nguyện xung kích của đoàn viên, tạo được môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Quận đoàn Hải Châu vẫn duy trì hai đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch. Đó là thứ nhất là hỗ trợ công tác tiêm vaccine tại công thể thao Tiên Sơn. Thứ hai là hỗ trợ công tác khai báo y tế tại Ủy ban Nhân dân quận. Thì hai đội hình này chúng tôi duy trì hàng ngày, mỗi đội hình là gồm 15 tình nguyện viên hỗ trợ tại công thể thao Tiên Sơn và Ủy ban Nhân dân quận. Thì với tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên thì quận đoàn Liên Chiểu đã thành lập 12 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn các phường. Thì nhiệm vụ chính của các bạn là các bạn sẽ hỗ trợ nhập liệu, điện thoại tư vấn cho F0 điều trị tại nhà. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là hỗ trợ lực lượng y tế chở các y bác sĩ đến tận nhà F0 vì các bạn là thông thuộc địa hình. Để xây dựng tổ chức đoàn mạnh về tổ chức, bên cạnh công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, tăng cường kết nạp đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú sát thực tiễn, hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới. Tuy vậy, bối cảnh mới cũng đã và đang đặt ra rất nhiều thách thức cho tổ chức đoàn tại địa phương. Chúng tôi cũng nhận thức được rằng việc giáo dục về lý tưởng cách mạng cũng như đạo đức lối sống và đặc biệt là cái phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Ban thường vụ thành đoàn cũng đã có nhiều các chương trình, nhiều kế hoạch để đưa ra những cái giải pháp để cải thiện về việc là thanh niên phải sống và thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Từ đó giúp cho thanh niên phải sống có ích hơn, sống tử tế hơn và đàng hoàng hơn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tạo nhiều cái sân chơi, môi trường để giúp cho các bạn thanh niên thể hiện được những ý tưởng về khởi nghiệp và lập nghiệp. Đồng thời cũng sẽ tham mưu cho các cấp, các ngành hỗ trợ để cho các bạn đoàn viên thanh niên tiếp cận được với nhiều nguồn vốn, từ đó sẽ hiện thực hóa được các cái đề tài, các dự án của mình. Kỷ niệm 91 năm, ngày thành lập đoàn là thời điểm quan trọng để đoàn tiếp tục khẳng định vai trò của người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của thanh niên trên mọi lĩnh vực, là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Bên cạnh đó, với chủ đề công tác năm là xây dựng đoàn mạnh về tổ chức, là năm đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng lần thứ 19 và Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn viên thanh niên toàn thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.